Xin chào 500 anh em đã trở lại với channel Lê Ngọc Tuấn MMO. Hôm nay mình sẽ rút tiền từ cái con app Fiin này. Hôm trước mình đã có giới thiệu anh em á, thì một lượt đăng ký thì mình có thể kiếm được từ 3 đến 10 ngàn nhé, 3, 8 hoặc 10 ngàn trên một người lượt giới thiệu đấy. Thì anh chị em chỉ đăng ký một tài khoản trên một thiết bị và trên một số điện thoại thôi. Còn nếu anh em nào chích rồi các kiểu đấy thì chúng ta cố gắng mà tranh thủ biết fake các kiểu đấy thì hãy chết, còn không chúng ta giới thiệu này, giới thiệu bạn bè bấm vào đây, cái đây là ra mã giới thiệu này. Mình sẽ để cái video hướng dẫn đăng ký cho anh chị em ở đường dưới video này nhé. Đấy, đây là một trong những cái con app cực kỳ hay đấy. Bây giờ mình sẽ, vì là mình chưa có làm lại chứng minh ấy, thì nó yêu cầu nếu mà muốn rút tiền về ATM thì cần chứng minh, thì mình sẽ mua cái thẻ cào điện thoại này. Đấy, mình sẽ mua cái thẻ 100 nhá. Hôm trước này mình đã mua một cái thẻ Viettel 50 các bạn nhé. Đấy, mua trên đây khá là tiện lợi này. Đây, mình sẽ mua mã thẻ nhé. Các bạn bấm vào tiếp tục này. Đấy, mình bấm vào xác nhận nhé. Ở đây mật khẩu của mình nên mình sẽ tắt đi nhé. Rồi, ok. Đây là cái mã thẻ của mình này. Đấy, thì lát nữa mình sẽ nạp tiền cho các bạn xem nhé. Mình sẽ nạp vào cái máy kia, còn cái máy này mình không nạp. Đấy, ngày hôm nay hạn sử dụng đến 31 tháng 12 này. Thì nó đã biến động số dư đây các bạn này. Đấy, nó đã trừ của mình rồi nhé. Nó trừ còn lại 97.000, trừ mất 97.500 đồng. Đấy. Rồi, ok. Đấy, ở đây mình sẽ nạp cho các bạn xem này. Cái mã thẻ khi này nhé. Đấy, cho bạn thay ra, cho các bạn tin tưởng cái app này cực kỳ hay. Và một anh trong đấy đã được 100.000 các bạn nhé. Rồi mình bấm trở về, mình mua tiếp một cái thẻ này cho các bạn xem. Đấy, mình sẽ mua một cái mã thẻ nữa các bạn ạ. Đấy, số dư mình đã mất rồi. Rồi đây mình sẽ nhập mật khẩu của mình. Đây các bạn nhé, một cái mã thẻ mới này. Đấy, mình sẽ nạp này, nạp cho các anh em xem. Đấy, ở đây mình sẽ nạp thêm một cái thẻ 20k nữa các bạn nhé. Rồi, ok. Rồi, tài khoản gốc. Đấy, mình đã bị trừ mất giờ. Trừ mất vì mình có ứng tiền đấy. Rồi, mình bấm trở về nhé. Rồi, ở đây quay lại cho anh em xem này. Mình còn lại 399k nhé. Đấy, mình đây này, mua thẻ cào đang có lịch sử các bạn này. Lịch sử giao dịch đấy. Đấy, mình đã mua này, một thẻ 50 này. Đấy, các bạn mà nếu mà chưa đủ tuổi thì vẫn chơi được. Đấy, con này mình chưa đủ tuổi thì mình sử dụng để mà thanh toán về điện thẻ cào điện thoại này, vay ưu đãi này, tiền tiêu dùng này, trả góp đấy. Đấy, đơn giản vậy. Đây là một trong những con app mà cực kỳ hay. Con Fiin này cực kỳ hay nhé, là một nơi trung gian để mình cho các bạn vay tiền ở đấy, hoặc nó cho các bạn vay tiền. Còn app này cực kỳ hay đấy, một trong app mà đầu tiên mà mình thấy mà nó cho được cái tuyển dép đấy. Vì anh mình có một người anh cũng làm trong cái Fiin này đã giới thiệu cho mình cái này, thì mình cũng đã hướng dẫn từ trước Tết cho anh chị em chứ. Đấy, ở đây mình đã biến động số dư này, các bạn thấy rõ ràng đấy, mình mua 100 đấy. Mình sẽ để lại link đăng ký và video hướng dẫn đăng ký ở dưới cho anh chị em xem nhé. Rồi, cảm ơn anh chị em đã theo dõi video. Chúc anh chị em kiếm thật nhiều tiền.